Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Dâng Ca Muối cho Sư Tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. Chương 30, Linh phủ. Giờ thì hay rồi, cô vốn thấy Tư Mã Tiêu giống boss phản diện, sau khi cô mang thêm cái cải đặt ma tu thì họ càng giống một team phản diện hơn rồi. Giờ họ đúng là vai ác hoàn thiện mà. Liêu Đình nhận định nói lý, tôi thấy. Tuy là tôi tu ma nhưng cũng chưa có làm gì xấu cao tăng không cần lo lắng ta biết đôi mắt của ta có thể thấy được thiện ác bởi vậy ta biết cô không phải là loại tà ác liêu đình nhạn thở phào một hơi hú hồn hú vía còn tưởng cao tăng này tới chảm yêu trừ ma chứ cao tăng nói nhiều năm trước ta từng gặp tư mã tiêu ở tam thánh sơn một lần lúc đó hắn còn trẻ dại đã bộc lộ tư chất hơn người lúc đó ta đặt cái đạo hiệu từ tảng cho hắn là hy vọng hắn có lòng từ với sinh linh có thể ẩn giấu sát tâm ta có tính thử tương lai của hắn trong tương lai mà ta nhìn thấy hắn sẽ trở thành một người đầy tội ác đáng sợ nhuốm máu tanh của vô số người dùng sức lực của bản thân gần như lật đổ cả giới tu tiên hủy diệt canh thần tiên phủ còn tàn sát vô số phạm nhân vô tội khiến đất đai màu mỡ trở nên khô cằn khiến tiên cảnh biến thành địa ngục dẫn đến sinh linh đồ thán phạm phải tội nghiệp tày trời liêu đình nhạn đã xác nhận Cao Tăng đúng là đến để trảm yêu trừ ma. Cao Tăng lại đổi giọng, thế nhưng vạn sự vạn vật đều không hề tuyệt đối, dù có là đường chết cũng sẽ trừ lại một tia sống. Trong tương lai nhuốm đầy máu tanh của hắn, ta nhìn thấy một tia sống. Ta đoán hắn sẽ chờ được một cơ hội thay đổi, một người có thể thay đổi hắn. Liêu Đình Nhạn nghe đến đây, thầm có một dự cảm. Bởi thế ta đã để lại cho hắn một chuỗi hạt Phật, áp chế sự tàn ác của hắn lại, giúp hắn tỉnh táo, đồng thời nếu như hắn có sát ý sẽ cảm nhận được đau đớn khôn cùng. Cao Tăng bình thản chỉ vào chuỗi hạt gỗ dây đỏ trên chân trái Tư Mã Tiêu. Lần đầu tiên gặp Tư Mã Tiêu trên Tam Thánh Sơn, Lưu Đình Nhạn có chú ý tới chuỗi hạt này. Người khác đều chỉ cảm thấy hạt gỗ này là phong ấn trói buộc Tư Mã Tiêu, từ lúc đeo vào không ai có thể gỡ ra, thế nhưng thật ra đồng thời nó cũng là một loại linh dược. Đôi mắt long lanh của Cao Tăng nhìn vào Lưu Đình Nhạn như có thể nhìn thấu linh hồn cô. Nếu cô có thể mở được phong ấn này, hạt linh dược này có thể cứu hắn một lần, nếu cô không cởi được thì chứng tỏ Tư Mã Tiêu không đợi được tia sống kia, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của sinh mệnh hắn. Dự cảm thành sự thật mất rồi. Cái giọng điệu người có duyên này đúng là dấu tích của người xuyên không, dù cô có cá muối tới mấy cũng rớt trúng đầu cô liêu đình nhạn bị ép tới đường cùng vậy tôi thử xem sao cao tăng gật đầu bảo cô đến thử còn cho cô một ánh mắt động viên liêu đình nhạn cô bước đến xem tường tận sợi dây đỏ hạt gỗ tới cái mối nối cũng không có dùng sức ở hai tay liền tức khắc đứt ra dễ vậy sao vị cao tăng này đùa cô đúng không nhất định phải mở ra sao đứt không được hà Cô đưa vị cao tăng xem sợi dây đỏ đã đứt làm hai. Cao tăng bỗng nhiên nghiêm túc, đứng dậy hành lễ với cô, trịnh trọng nói, "Quả đúng như thế, nếu cô đã là tia sống của Tư Mã Tiêu thì cũng là tia sống của Lê Dân Ba Tánh, sau này mong cô cố mà khuyên nhủ Tư Mã Tiêu, dẫn hắn hướng thiện." Liêu Đình Nhạn, tôi cảm thấy có thể mình không làm nổi nhiệm vụ này. Cao tăng cười khen ngợi cô một hồi giống như ông chủ tâm địa hiểm ác đổ hết nhiệm vụ khó khăn lên đầu nhân viên, còn ra sức nâng tầm nhân viên lên. Cô quay đầu nhìn cái nhiệm vụ nan giải, nằm trên giường, xem xét hay là khỏi cứu hắn cho rảnh nợ. Cao tăng, cô quay đầu định hỏi xem tiếp theo nên làm thế nào lại nhận ra vị cao tăng kia đã bốc hơi. Hà hà hà, cô ra khỏi cửa nhìn ngó, cũng gọn ghẽ thật đắt. Nhưng mà sao cô thấy giống như sợ dính phải phiền phức vậy? Liêu Đình nhạn vào lại phòng, ngẫm nghĩ một hồi, nhét hạt gỗ trên tay thẳng vào miệng Tư Mã Tiêu. Tuy là lấy từ dưới chân hắn lên nhưng mà ai rảnh quan tâm đâu, cũng đâu phải bỏ vô miệng cô. Đút xong linh dược trong truyền thuyết, Liêu Đình nhạn mới nhẹ nhõm được chút ít, còn may là xếp đại nạn không chết, có linh dược cứu giúp. Chuyện sau này thì đợi sau hẳn tính vậy. Chân chạy vặt ở công ty đều nước tới chân mới nhảy, việc bày tới trước mắt mới làm, không có gì kỳ lạ. Cô lấy ra cái đệm rồi ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, tiện thể lót thêm giường cho bệnh nhân trọng thương. Từ mã tiêu dùng linh dược xong, máu trên người cũng không chảy ra nữa, Liêu Đình Nhạn nhận thấy gân xanh trên cổ hắn dần lặn xuống, vết thương cũng từ từ khép miệng. Hắn từng nói vết thương của mình rất khó lành, chứng tỏ linh dược này thật sự linh nghiệm. Liêu Đình Nhạn thử xem xét tình trạng bên trong cơ thể hắn, giống như bản thân có mắt nhìn thấu, hoặc giống như coi mình như máy chụp CT. Mới bắt đầu còn lóng ngóng, sau đó nghiên cứu một lúc là nhìn được. Cô nhìn, thấy lục phủ ngũ tạng và các kinh mạch huyết quản trong cơ thể tư mã tiêu đều bị tổn hại nghiêm trọng, đang từ từ sống lại dưới tác dụng của linh dược. Liêu Đình Nhạn tặc lưỡi, đã nghiêm trọng vậy rồi sao hắn còn có thể đánh được tới giờ? nếu không phải do chảy máu quá nhiều cô còn nghĩ rằng hắn hoàn toàn không vấn đề gì ai mà ngờ được bên trong cơ thể đã tổn thương tới độ này đến nỗi còn có linh mạch mới mọc ra sau khi thoát xác chứ không thuộc phạm sáu cơ thể ngay từ đầu đã nát mất hơn nửa cơ thể của hắn như được chống đỡ tạm thời nhờ vào ngọn lửa đó đúng là thân thể đã đổ nát đến cùng cực chỉ thiếu một chút nữa là sẽ hoàn toàn đổ khuỵu đến lúc này liêu đình nhạn mới thấy kinh hoàng không kiềm được mà nhìn tư mã tiêu với ánh mắt kính nề, tuy là một tên ẻo là nhưng cũng là đàn ông đích thực, có sức chịu đựng. Không biết cao tăng dùng cách gì mà tư mã tiêu chẳng hề nhúc nhích, một chút ý thức cũng không có. Liêu đình nhạn ngồi canh hắn cả buổi chiều, nhìn vết thương trong và ngoài của hắn phục hồi. Ban đầu cô còn hơi sợ đám người kia sẽ đuổi tới, sau đó nhận ra nơi này có gì đó không đúng, luôn duy trì trạng thái ban ngày, không có đêm tối, lúc này cô mới hiểu đây có thể là một không gian trong, tạm thời chắc sẽ an toàn. Đến cả mãng xà đen cũng đã tỉnh lại, bò lên nhìn bọn họ nhưng tư mã tiêu vẫn chưa tỉnh. Liêu đình nhạn nhìn cả người hắn dính máu, thật sự không chịu được, lại bắt đầu mày mò kỹ năng mới của mình, dùng phương pháp mặt nạ nước rửa giấy cho hắn. Lúc dùng cuộn nước bao lấy tóc tư mã tiêu, để nó tự động rửa sạch, Liêu Đình Nhạn còn gác chân ở bên cạnh vừa làm vừa nghĩ nếu kỹ năng này đem về hiện đại được, gội đầu tự động các kiểu thì đã cực. Tắm rửa một lượt cho tư mã tiêu xong, vì cô không có y phục của nam nhân ở đây, vì vậy đắp cho hắn một cái váy. Còn đưa hắn lơ lửng lên, đổi mớ rơm giả trên giường bằng mấy tấm đệm. Hôm nay làm nhiều việc thế, mệt chết được, chắc cũng nên tắm rửa ngủ nghỉ rồi, không chừng sáng mai thức dậy tên tổ tông này lại sinh khí rồi rào tiếp tục cái thiết lập của hắn, cô cũng có thể tiếp tục làm cá muối, tuyệt vời. Chính vào lúc này thì chuyện là xảy ra. Trên người tư mã tiêu dậy lên một ngọn lửa, ngọn lửa này gom tụ thành một đốm, lơ lửng phía trên tư mã tiêu. Đốm lửa mở miệng nói chuyện, vẫn là cái giọng con nít trí chóe, nó quát vào mặt Liêu Đình Nhạn, ngươi còn đơ ra đó làm gì, cái tên này sắp chết rồi. Liêu Đình Nhạn, cái trò gì nữa? ngọn lửa lớn tiếng bolo ba la trong linh phủ cái tên này dối nùi một đống trước đó hắn muốn cùng đến chỗ chết với người ta thiếu chút nữa thiêu luôn thần hồn để dùng bây giờ tuy là cơ thể đang hồi phục nhưng tiềm thức của hắn sắp tan biến rồi liêu đình nhạn thấy mình giống như một bác sĩ bất lực không biết chữa não mà lại ép người ta chữa não cả người đều nghệch ra cô có sao nói vậy ta là con gà mờ nghe không có hiểu lắm tiềm thức tan biến thì sẽ sao? Ngọn lửa, sẽ chết chứ sao? Chuyện dễ hiểu vậy cũng hỏi. Vậy là linh dược của vị cao tăng ban nãy cứu được cơ thể, không cứu được hồn phách. Liêu đình nhạn chính thức tự kỳ, ngồi trên ghế bóp chán. Ngọn lửa quát cô, mau nghĩ cách đi. Liêu đình nhạn đau đầu, ta có cách gì được chứ, ta có học y đâu. Hơn nữa tuy là ngọn lửa này suốt ngày la hét đòi giết tên tư mã tiêu thối tha kia, bây giờ lại nóng lòng rồi. Ngọn lửa lớn tiếng, người đi vào linh phủ của hắn ghép thần hồn lại đi là được rồi. Nghe thì có vẻ rất dễ dàng nhưng Liêu Đình Nhạn không tin tưởng con nhi đồng vô giáo dục này lắm. Ánh mặt hoài nghi của cô chọc tức ngọn lửa, nó ác mồm ác miệng nói, người tưởng ta muốn cứu hắn sao? Ta còn chưa nghĩ ra cách tách rời hắn, bây giờ hắn mà chết ta cũng sẽ chết theo vậy nên ta mới mau chóng cứu hắn tuy liêu đình nhạn nửa đường xuất ra nhưng tình huống cơ bản cô vẫn hiểu được đôi chút linh phủ là nơi bí mật nhất của một người thần thức thần ý và thần hồn đều nằm ở đó bình thường người khác đều không vào được nếu như là người có tu sáu cao thì có thể xâm nhập trực tiếp vào thần hồn yếu ớt của người mang tu sáu thấp nếu lúc xâm nhập có ác ý nhẹ thì sẽ khiến thần hồn người khác tổn thương dẫn đến bại liệt nặng thì thần hồn sẽ tan biến luôn cả còn người có tu sáu cao hơn thì thông thường sẽ không mở cửa linh phủ không cách nào vào được liêu đình nhạn tự thấy mình không có bản lĩnh xông vào linh phủ của tổ tông người đi thử đi hắn thích ngươi mà có khi ngươi vào được không chừng ngọn lửa vẫn đang la hét liêu đình nhạn ngươi nhìn ra hắn thích ta ở chỗ nào vậy cô bắt đầu bối rối, trông tên tổ tông này giống sẽ thích ai đó lắm sao? Cái con lửa này đuôi hay gì? À quên, nó có mắt đâu. Ngọn lửa nhún nhảy, ta biết mà. Ngươi đừng có lãng phí thời gian nữa, mau lên đi. Ngọn lửa gào thét, giọng con nít the thé mang theo chút nôn nóng và sợ hãi. Môi lửa của nó trông càng lúc càng bé, gần như sắp tắt rồi. Hồng bét thật rồi, Liêu Đình Nhạn mắng một câu, chấp nhận số phận kéo ghế ngồi trước giường, cạ chán với tư mã tiêu, thử bước vào linh phủ của hắn. Cô lo lắng cẩn trọng, sợ mình tới cổng linh phủ còn chưa vào được đã bị người ta hốt trọn rồi, chậm chậm đưa thần hồn sang như đi ăn trộm. Linh phủ giống như cánh cửa tiềm thức của con người, dáng vẻ của linh phủ mỗi người đều không giống nhau, nếu như là người có tính đề phòng cao, linh phủ cũng cực kỳ nguy hiểm, ví dụ như tư mã tiêu thành lũy chập trùng mang bầu không khí nguy hiểm liêu đình nhạn nhắm mắt mồ hôi trên trán rơi từng giọt đánh lên má tư mã tiêu bên trong linh phủ liêu đình nhạn thử dùng một nhánh tiềm thức chạm vào thành linh phủ của tư mã tiêu cô chạm nhẹ rồi lập tức rút về cả buổi trời cũng chẳng có phản ứng gì không lẽ thần hồn bị thương nặng quá không có lực tấn công nữa rồi sao cô gan dạ hơn chút nhích tới trèo lên trên thành linh phủ muốn tìm xem thử có khe hở hay không. Sau đó cả người lại rơi vào. Đơn giản đến mức khiến cô hoài nghi cái câu xâm nhập vào linh phủ người khác rất nguy hiểm, không biết có phải xạo không. Từ lúc Liêu Đình Nhạn nhảy cấp trở thành hóa thần, cô cũng có thể nhìn thấy linh phủ của chính mình, trong linh phủ của cô vừa yên bình vừa nhàn hạ, có hoa thơm gió mát, giống như bờ biển nghỉ mát vậy, thoải mái khiến người ta muốn vào giấc vì vậy mỗi lần đi ngủ cô đều thả tiềm thức chìm vào trong linh phủ, chất lượng giấc ngủ càng lên thêm một level. Nhưng linh phủ của Tư Mã Tiêu là một khoảng đêm âm u, tia sáng duy nhất chính là một ngọn lửa bùng cháy trên một khoảng đất, ngọn lửa dữ dội cùng với khoảng sân dày đặc vết thương, mùi máu tanh nồng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến tột độ. Trong linh phủ của hắn, khối tiềm thức lớn nhất đại diện cho thần hồn là từng lớp rời rạc, giống như một đóa hoa tàn. Liêu Đình Nhạn thấy được liền lượn về hướng đó. Chương 31, đáng nể thật sự. Hình dáng của thần hồn trong linh phủ đều không có hình dạng nhất định, như Liêu Đình Nhạn lúc này giống như một đám mây trắng mềm mại, vậy nên cô chỉ có thể trôi lơ lửng. Thần hồn của Tư Mã Tiêu đang suy yếu, Liêu Đình Nhạn nhìn thấy đóa hoa thần hồn của hắn sắp rơi hết rồi, đi đến định vớt mấy cánh hoa kia. Cô kéo dài thần hồn ra một chút, hứng lấy một khoảng thần hồn rơi xuống. Khoảng thần hồn kia rơi trên mây trắng, Lưu Đình Nhạn sững người, cảm giác như bị điện giật một nhát, hình như tê tê ở đâu đó, cảm giác cực kỳ lạ. Còn có một thứ cảm xúc bi quan tiêu cực truyền đến từ cánh hoa, đó, Lưu Đình Nhạn cảm thấy khó chịu như vừa xem xong một bộ phim bi thương. Cô tiếp tục vớt lấy, mỗi khi vớt được một cánh, cảm giác tê dại kỳ lạ kia lại càng rõ ràng hơn. Tuy thần hồn ở trong linh phủ của người khác nhưng vẫn còn cảm giác đối với cơ thể. Cô phát hiện cơ thể của mình không còn sức lực, chân nhũn ra, còn có hơi đau đầu. Chắc là di chứng, địa bàn của người khác làm gì dễ vào như vậy. Nhưng vào cũng đã vào rồi. Cô cần cù vớt cả buổi trời, vẫn còn một số không phải cô không muốn vớt mà những phần đó cuộn lại chối mắt giống như cánh hoa khô héo. Vì thế, cô chỉ có thể mang theo những phần còn lại trôi lên trên đến trung tâm linh phủ, đến cạnh quả cầu u ám đang phát sáng. Quả cầu đang phát sáng này hẳn là hạt của thần hồn, nếu cái hạt này cũng biến mất thì người này thật sự đến hồn phách cũng tiêu tan mất. Liêu Đình Nhạn không biết làm sao dính lại những mảnh vỡ thần hồn này cho hắn bèn thử coi mình như một miếng băng dính, bảo lấy những mảnh vỡ thần hồn kia dán lên trên cái hạt, nghĩ xem có thể đợi nó tự liền lại không vào khoảnh khắc cô dán lên lồng ngực bỗng đau dữ dội sau đó lại run rẩy đến đáng sợ nói cụ thể ra thì là vừa dễ chịu vừa đau đau là vì thần hồn của tư mã tiêu quá sắc bén dù cho không có ác ý nhưng luồng khí tàn ác hắn vô ý tỏa ra cũng phản ứng lên thần hồn của liêu đình nhạn lúc đến gần hơn nữa cái đau đó rất khó tả rõ không phải là đau như bị đâm một nhát giống như lúc kỳ cọ dùng sức quá mạnh cả người đều có cảm giác châm trích còn về dễ chịu thì, cái này không tiện nói. Tóm lại dưới tình huống này, Liêu Đình Nhạn bất tình lình nhận thức được chuyện gì xảy ra. Là một người phàm bình thường, cô vẫn chưa có kiến thức sâu rộng về thế giới này, vậy nên lúc trước phải vào lục phủ người khác, nhìn thấy thần hồn cô cũng chưa nghĩ gì nhiều, nhưng phản ứng của cơ thể hiện tại nói rõ với cô. Hành động bây giờ của cô nói có văn hóa thật ra có thể gọi là thần hồn hòa lẫn, giải thích đơn giản hơn thì là thần giao thô chút nữa có thể nói là Hành sáu song tu của tu sĩ chuyên thuộc Mấy người tu tiên chơi lớn dữ vậy Không ngờ thật sự có cái trò này Tâm trạng Liêu Đình Nhạn đang sao động Sự sao động này mắng một câu đờ mờ Dưới sự kiềm chế thần trí của cô rồi chìm ngập trong khoái cảm hết sức không êm dịu Không nhớ nỗi gì nữa cả Liêu Đình Nhạn trước đây là một con pet độc thân của công ty, Đương nhiên cũng đã có xem không ít clip khiêu dâm gì gì đó, chỉ là chưa gặp được người muốn cùng thực hiện thao tác. Tuy là trong các tác phẩm miêu tả là rất dễ chịu nhưng theo lời móc mỉa của đám bạn và đồng nghiệp, chuyện đó không hề dễ chịu như tưởng tượng. Theo câu nói của một chị gái thì là còn chẳng sướng bằng chị mày tự dùng ngón tay. Nhưng bây giờ cô coi như đã hiểu ra cái gì gọi là thần hồn điên đảo. Chính là cảm giác trong một khoảng thời gian rất dài, cô đều không nhớ ra mình là ai. Đây là đâu, phải làm gì, chỉ cảm thấy mình và một người khác cuốn lấy nhau, không thể tách rời, chia sẻ cảm xúc, cảm nhận của đối phương, còn có một số mảnh vỡ tâm trạng và ký ức, như mấy tảng đá rơi xuống sa mạc. Cô dường như bị cái gì đó bao lấp lấy, sở hữu một cơ thể khác ở khoảng không gian này, mỗi một tấc da thịt đều có hơi thở của đối phương. Thần hồn hòa lẫn, bên có tu sáu thấp sẽ càng dễ không chịu nổi, lúc đến điểm giới hạn thần hồn sẽ trở lại trong cơ thể. Liêu đình nhạn liệt trên ghế, cả người run rẩy, dư âm tê dại vẫn chưa dứt. Cô đỏ mặt tía tai không chỉ mặt, cả người đều đỏ lên, mở mắt thở lấy hơi. Chân nhũn ra không đứng dậy nổi, tay cũng nhũn ra, một ngón tay cũng không động đậy được. Miễn cưỡng hồi phục được một tí, hơi nhúc nhích được lại cảm thấy lần nữa run rẩy. Cô yếu ớt nhấc tay ôm lấy mặt, như người trung niên sải chảy, Cả mặt đều viết rằng mệt mỏi và tự kỷ. Má! Đờ mờ mình! Đờ mờ anh! Á! À, cô không biết tả cái hành động đần độn này như thế nào. Cô tự dâng hiến bản thân rồi đi ngủ với tư mã tiêu. Cái này tính là ngủ rồi đúng không? Hắn mà tỉnh rồi thì liệu có cho cô một cú hồn bay phách tán không? Liêu đình nhạn giật thót đạp tư mã tiêu một phát chút giận. Dù gì hẳn cũng trả tỉnh nhất định chả biết gì, xả tức cái đã. Thời khắc nguy hiểm này, ngọn lửa xem không nổi mà xuất hiện, giọng điệu nó rất hưng phấn. Ta nói là người làm được mà, tình trạng của hắn bây giờ ổn hơn nhiều rồi, Người cố gắng thêm mấy lần nữa là xong rồi. Cố gắng thêm mấy lần nữa? Liêu đình nhạn nhìn ngọn lửa con nít quỷ với vẻ mặt cáu bản nhất cuộc đời. Một lần cô đã thấy mình sống đi chết lại rồi, còn thêm mấy lần nữa? ngọn lửa không hề phát giác, vẫn tiếp tục nói, ừ, hắn còn chưa hồi phục, không tỉnh được đâu, đương nhiên là ngươi phải vào tiếp giúp hắn, có điều thật sự nhìn không ra ngươi cũng được việc thật, ta còn nghĩ ngươi xông vào như vậy ít nhất cũng tổn hại thần hồn mất rồi, giờ xem ra ngươi không nhưng không mảy may gì mà còn được lợi mà. Liêu đình nhạn, đứa mất dậy nào trước đó thầy thốt kêu chắc chắn được, tuyệt đối không có chuyện gì. Biết ngay là con quỷ nhỏ này không đáng tin. Im miệng, thứ con nít quỷ." Liêu Đình Nhạn nói. Ngọn lửa kêu oai oái, oe oe các ngươi song tu còn lây nhiễm tính tình nóng nảy của nhau nữa hả? Cá muối nổi quạo, online dập lửa. Liêu Đình Nhạn đeo cho nó lớp cách âm, chống ghế đứng dậy, lại chống tường bước qua, không thèm nhìn lấy Từ Mã Tiêu đang hôn mê. Không được nhìn, nhìn là tự kỷ mất. Liêu Đình Nhạn tự kỷ mất một tiếng đồng hồ, tắm rửa ăn cơm uống ngụm trà, dựng một chỗ bên hồ ngắm núi non, không tự kỷ tiếp được nữa, nếu như khoan khoái quá tâm trạng rất khó u ám. Thật ra cũng không phải rất khó chấp nhận, dễ chịu thì cũng khá dễ chịu mà, người trưởng thành có tí đời sống tình dục cũng không tệ. Cả người cô bây giờ thậm chí dâng đầy cảm giác thoải mái sau dễ chịu. Được rồi, vấn đề duy nhất bây giờ là lo tư mã tiêu không dễ chịu, tỉnh lại hủy diệt cô nghĩ đến trong một bước nào đó cảm nhận được cảm xúc liêu đình nhạn lại không còn sợ như vậy nữa thậm chí còn có chút nới giãn cảm thấy có khi nào tư mã tiêu kha thích mình không không được không được nới giãn quá đáng rồi một trong số ba cái sai của đời người chính là đối phương nhất định thích mình toàn là tự biên tự diễn mãng xà đen chậm chạp đang nghịch nước trong hồ hoàn toàn không phát giác được đồng nghiệp mình sắp thăng chức thành phu nhân của sếp rồi Liêu Đình Nhạn cũng không phát giác ra. Cô nghỉ ngơi cả một ngày, bị ngọn lửa gào thét lại phải lơ lửng vào nội phủ của Tư Mã Tiêu. Không thì biết làm sao, cứu người cứu được phân nửa quang đó hay gì? Vẫn là câu nói đó, cứu cũng cứu rồi, không đành để công sức đổ sông đổ biển, không đáng chút nào. Đúng là trước lạ sau quen, Liêu Đình Nhạn trôi đến ngoài linh phủ của Tư Mã Tiêu, dễ dàng bước vào như trước đó, cảm giác dễ dàng như lấy được vé vào cửa. Linh phủ của tư mã tiêu trông có vẻ khá hơn hôm qua một tí, khoảng đất khô cằn nứt nẻ thì vẫn vậy, ngọn lửa vẫn ở đó, chỉ là nhỏ hơn một tí, mùi máu tanh trong không khí nhạt đi rất nhiều, mùi vị kìm nén tiêu tan không ít, cái chính là thần hồn hắn không sao động nữa. Hiệu quả song tu tốt thật sự. Tình hình của linh phủ chính là phản chiếu lại tâm lý và trạng thái cơ thể của một người nơi hoang vu đáng sợ này đại diện cho tình trạng gai gâu của tư mã tiêu. Đau khổ mà Lưu Đình Nhạn cảm nhận được chẳng qua là một trong số muôn vàn cảm giác của tư mã tiêu, rột chúng cô như cái được lọc lấy. Trước lần thứ hai bước vào, Lưu Đình Nhạn đã làm bài tập, hiểu thêm không ít về nơi này. Cô lại lần nữa ở trên thần hồn phát ra ánh sáng kia, cảm nhận cảm giác châm chích quen thuộc, không kiềm được mà nghĩ nếu lúc này phải trải qua đau đớn trăm ngàn lần như thế này, dù là ai chắc cũng sẽ phát điên nhưng tư mã tiêu chỉ lúc nào cũng tỏ ra u ám với ghét bỏ mà rất ít biểu hiện đau đớn. Cũng không biết là hắn đã quen rồi hay là muốn giấu đi những đau khổ này. Liêu đình nhạn, hỏng bét, khi không lại có chút thương mến. Tỉnh chút, đây là vị sư tổ ít nhất 500 tuổi giết người dễ hơn uống nước đấy. Nhưng quấn quýt với thần hồn của người ta thân mật quá mức, dường như hòa vào thành một, hoàn toàn không thích được một tí sợ hãi hay các cảm xúc khác, chỉ cảm thấy yên tâm vui vẻ. Lần nữa run rẩy cả người tỉnh lại, Liêu Đình Nhạn chỉnh đốn lại bản thân, ngồi bên giường nhìn Tư Mã Tiêu một lúc lâu. Thật ra trước đây cô cũng chưa từng ngắm nhìn dáng vẻ của hắn thật kỹ càng, ấn tượng về hắn chỉ luôn dừng lại ở lần đầu gặp mặt. Lúc đó cô nhìn thấy thi thể của chị gái bên cạnh ngã xuống, máu tươi dính lên váy và tay mình, thật sự chảy cả mồ hôi lạnh. Sau đó nhìn thấy hắn giết càng lúc càng nhiều người, ngược lại lại không sợ hắn kinh khủng như trước nữa, đến bây giờ hình như hoàn toàn không sợ nữa. Dù có nghĩ tới việc có khi hắn tỉnh dậy sẽ nổi bão, nói thật thì cũng không có cách nào cảm thấy hồi hộp hay gì đó. Tóc hắn rất đen, sờ vào rất mềm, mềm nhuyễn, không hợp với con người hắn mấy, tướng mạo của hắn thật ra rất đẹp, nói là đồ ẻo lả hoàn toàn không sai, chỉ là hắn lúc nào cũng không vui. Khí chất đáng sợ thấy rõ, lại khiến người ta không chú ý đến mặt mũi của hắn trong thế nào nữa. Sóng mũi rất cao, môi rất mỏng, màu môi vốn đỏ tươi vì mất máu quá nhiều mà nhạt đi. Đây có lẽ là điểm tươi sáng duy nhất trên người hắn. Ngọn lửa nói ít nhất phải giúp hắn hòa hợp tu dưỡng ba lần mới có thể tỉnh lại. Liêu đình nhạn liền rất yên tâm lớn mặt quan sát hắn, không ra tay với mặt hắn nữa. Vành tay hơi có da có thịt ngoài mong đợi, còn nhéo rất đã tay. Liêu đình nhạn cứ nhéo nhéo rồi nhìn phải cặp mắt đen huyền mở bừng của tư mã tiêu. Cô rút tay lại, hết sức tự nhiên kéo lên tấm chăn mới thay, che qua cổ của hắn, vẻ mặt như muốn nói chuyện này tôi rất khó giải thích với anh, vì tôi chỉ là con cá muối thôi. Thật ra trong lòng cô đang mắng thầm cái ngọn lửa con nít quỷ kia, cái đứa này đúng là không tin được. Uổng công cô trước đó còn thấy cái giọng con nít của nó dễ thương, không tưới cho nó quá nhiều nước. Từ Mã Tiêu ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống, lộ ra lồng ngực trắng ngần. Tên đàn ông này chỉ cần mở mắt ra thì dù cơ thể có suy yếu cỡ nào cũng không giống người bệnh, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đi giết người tiếp. Hắn đưa tay về phía Liêu Đình Nhạn, trông không có vẻ tức giận. Liêu Đình Nhạn lặng lặng bỏ tay xuống, lúc này đây cô chân thành hy vọng mình vẫn là con gái cá, không cần phải đấu tranh kịch liệt thế này. Từ Mã Tiêu tóm lấy tay cô, kéo cô đến bên giường. Sau đó ôm lấy Lưu Đình Nhạn rồi nằm xuống, một tay vuốt tóc cô, một tay ôm eo cô. Cứ yên lặng nằm cả buổi trời cũng không làm gì, cảm xúc không vui thường niên cũng biến mất, chỉ còn sự tĩnh lặng mà cô chưa từng nhìn thấy. Lưu Đình Nhạn, mình có ảo tưởng sắp yêu đương với người ta. Từ mã tiêu ôm lấy cô một lúc, cạ chán vào chán cô, đôi mắt đen huyền gần sát mặt cô, lúc nhìn cô dường như biến thành một vòng xoáy ý thức của liêu đình nhạn có hơi mơ hồ linh phủ vô thức bị xâm nhập hai người lúc trước hòa lẫn hơi thở đã quen thuộc với thần thức của đối phương linh phủ của cô còn chưa phản kháng gì đã bị mở ra giống như hai quả cầu nhỏ bị hút lấy dính lấy hòa lẫn vào nhau cảm giác mãnh liệt hơn cả hai lần trước phút chốc gần như đoạt lấy tất cả ý thức của liêu đình nhạn trước khi cô mất đi ý thức Cảm thấy sau gáy bị ngón tay lạnh băng bóp lấy khiến toàn thân cô run rẩy, giọng nói của Tư Mã Tiêu vang bên tai, "Trước đó nàng đã làm cái gì vậy? Đây mới là thần giao." Liêu Đình Nhạn, đơ mờ. Chương 32, huynh muội. Liêu Đình Nhạn hai mắt đờ đẫn nằm thử trên giường thở hơi lên, cả người đều không ổn lắm, dự cảm xấu không biết liệu mình có nát thận rồi không. Con búp bê vải bị chơi nát gì đó không có tồn tại. Cô cảm thấy mình là một đống bùn lầy, bóp cũng bóp không thành hình, hoặc là một bãi nước, mềm mụp không xương, nếu không phải có tư mã tiêu ở bên cạnh cản lại cô đã chảy xuống giường rồi. Cô không biết mình đã thất thần bao lâu, nói chung là sau khi chầm chậm hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên của cô là bịt chặt chán tư mã tiêu. Tư mã tiêu kéo tay cô xuống, nàng sợ cái gì? Đờ cơ mờ ông hỏi tôi sợ cái gì hả? trong lòng Lưu Đình Nhạn vẫn còn dư âm sợ hãi, mới vừa chết đi sống lại, sống lại chết đi, đúng là phát khiếp, khó đỡ quá, biết sợ rồi. Con cá muối yếu ớt đáng thương bất lực chuẩn bị bỏ đi, lại bị tư mã tiêu kéo chân trở lại. Liều đình nhạn thống thiết nằm bò ra, tổ tông tha mạng với. Tư mã tiêu bật cười, cười như anh thanh niên thích dẫn nhây, đuôi mày khóe mắt đều đang nhây, không tha. Hắn nói, Liêu Đình Nhạn không rõ hắn đang nói chơi hay nói thật, chắc là nói thật hả, vẻ mặt của hắn lại lười lười nhác nhác, trông khá là chắc nịch, chắc là nói giỡn. Hắn lại làm tư thế muốn xích tới, dọa Liêu Đình Nhạn rụt cổ tức khắc. Bạc Chán tư mã tiêu đột nhiên bị đính một chiếc lá xanh tươi mát, đây là đặc sản Thanh Cốc Thiên, một loại linh dược thông mũi mát họng sảng khoái dài lâu, có ý muốn hắn đàng hoàng bớt tuy là trông có hơi giống hoàng phù gián trên chán cương thi. Tư mã tiêu khựng lại, Liêu Đình Nhạn còn tưởng hắn bị chấn thật rồi, ai ngờ đâu hắn bóp lấy phiến lá xanh, một lúc sau lại cười bật ngửa ra giường, hắn còn chưa mặc đồ, nằm lăn trên chiếc giường lộn xộn, đầu tóc rối tung, hết sức thiếu êm dịu, khó chịu như đang hình lên tường nhà mà hình không đốt ấy. Không phải nàng đang nghĩ chỉ có chạm chán mới được chứ? Hừm, Liêu Đình Nhạn lại có dự cảm chẳng lành. Dự cảm chẳng lành của cô lại thành sự thật rồi. Cô đờ đẫn cạnh tư mã tiêu, bị ép bức đến mức thở hơi lên, trong mơ màng cảm nhận được một cánh tay ôm choàng lấy, tiện tay cũng ôm lại, lúc phiêu giạt giữa biển lớn lại nắm được một khúc gỗ trôi, đây là phản ứng tự nhiên của con người. Lúc con cá muối bị ép khô tìm lại được thần trí, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nghe thấy lồng ngực đang ôm mình luôn rung động, không biết sao tư mã tiêu cứ cười mãi, hắn cúi đầu nhìn cô, khóe mắt hơi đỏ, tóc đen huyền vắt trên vai, rơi xuống ngực cô, như một con thủy quái, dùng ngón tay lạnh băng lau khóe mắt cô, nàng khóc lớn thật đấy. Đờ cờ mờ ông cũng cười lớn vờ lờ á. Tâm trạng lưu đình nhạn sụp đổ, tới nỗi cô còn mong tư mã tiêu gắng sức làm một phát cho xong luôn đi, thà vậy còn được nghỉ giữa hiệp, ít nhất tinh thần được nghỉ ngơi chút ít mẹ nó thần giao không thể có chút không gian suy nghĩ với thời gian nghỉ ngơi gì sao, không xong không được hả. Cô tự bỏ mặc hết cả, giả vờ như mình chết rồi, nằm đó trương gia dáng vẻ muốn vắt xác thì nhào vô đi. Từ mã tiêu vùi vào xương quay xanh của cô, ừm. Nàng cảm thấy như thế này ta sẽ không làm gì sao? Liêu đình nhạn nghe mà bút óc, để tránh chết trên giường, cô đột ngột cuộn lại một đống, nhanh nhẹn một cách dị thường lách khỏi người Tư Mã Tiêu, lăn xuống giường rồi phóng ra cửa. Tư Mã Tiêu trong phòng nằm ra giường, cười lớn tới bên ngoài nghe rõ mồn một. Liêu Đình Nhạn tóc tai rối bời, quay người giơ ngón giữa về phía căn nhà. Sau khi Tư Mã Tiêu tỉnh lại, Liêu Đình Nhạn nhận thấy nơi không đêm núi non nhàn nhạt, nhạt này đang thay đổi. Chúng ta nên rời đi rồi đúng không? Liêu Đình Nhạn ngồi cách Tư Mã Tiêu 3 mét mà hỏi. Từ mã tiêu đã mặc đồ vào, hắn như đang nghĩ gì khác nhìn ra cửa sổ, còn nửa ngày nữa nơi này sẽ biến mất. Liêu đình nhạn nghĩ xem tiếp theo bọn họ nên đi đâu, nghe thấy từ mã tiêu nói, đi thôi. Hắn là một người đàn ông nói đi là đi ngay, không ai biết hắn đang nghĩ gì, Liêu đình nhạn, người đi mấy vòng trong linh phủ của hắn cũng không biết. Cô chỉ biết, hình như tổ tông thân hơn với cô rồi, còn thích ôm cô hơn nữa điều này cô có thể hiểu được con gái thơm tho mềm mại ai mà không thích ôm tóm lại chỉ cần hắn đừng làm cái trò thần giao hắn muốn ôm kiểu gì thì ôm liêu đình nhạn không hỏi là đi đâu cô thấy mình không thay đổi được việc tư mã tiêu muốn đi đâu hơn nữa nơi nào với cô cũng như nhau không ngoài dự tính thì hắn sẽ về canh thần tiên phủ quả vậy một ngày sau họ đã tới lạc hà tiên phường Nơi này không phải là thành trì mà là một nơi người bình thường và tu sĩ cùng chung sống lẫn lộn, là rìa ngoài cùng của canh thần tiên phủ, cũng là chạm đầu tiên để bước chân vào địa phận canh thần tiên phủ. Lạc Hà chính là ranh giới phân cách giữa địa giới canh thần tiên phủ và thế giới bên ngoài. Lạc Hà tiên phường nhờ vào canh thần tiên phủ mới có phước được thêm vào chữ tiên, thật ra lại thiên về phố phường của người phàm nhiều hơn, có rất ít tu sĩ, dù có tu sĩ sống ở đây thì nhiều lắm cũng là mấy tiểu tu sĩ bị loại bỏ hoặc có tu sáu không cao. Những tu sĩ này chả là gì ở ngoại phủ canh thần tiên phủ nhưng ở những nơi thành nhỏ bên rìa thế này lại cực kỳ tôn quý. Lúc Liêu Đình Nhạn và Tư Mã Tiêu cùng đi trên phố Lạp Hà Tiên Phường thì nhìn thấy một đội hộ vệ dẹp đường như hung thần ác quỷ đang đuổi tất cả mọi người sang mép đường, khí thế cực lớn mạnh. Đương nhiên bọn họ không thể nào bị đuổi ra mép đường, bởi vì xếp lớn tư mã tiêu có tu sáu cao ngất dù có bị thương mới lành lại cũng đủ đánh bay khối người hắn và liêu đình nhạn ngồi trên người mãng xà mọi người xung quanh không nhìn thấy họ vẫn cứ theo phản xạ tránh đi những thủ vệ dẹp đường kia cũng vô thức tránh họ ra liêu đình nhạn quay đầu xem đằng sau có ai đến tư mã tiêu liếc nhìn cô cong ngón tay gõ gõ đầu mãng xà đen tốc độ của mãng xà đen chậm lại trườn trên phố với tốc độ rùa bò đằng xa có mười mấy người khiêng một cái kiệu trông như cái nhà tới, phía sau còn có một hàng thị nữ đi theo. Ban đần Liêu Đình Nhạn còn ngỡ là nhân vật nào đó rất ghê gớm, kết quả lại phát hiện người trung niên ngồi trong kiệu chỉ là một tu sĩ trúc cơ. Cô đã quen nhìn thấy các kiểu lão làng, không ngờ bây giờ mình cũng được coi là lão làng rồi à mà đúng rồi, nhờ song tu nên tu sáu của cô lại tăng thêm một bậc, hiện đã lên đến kỳ cuối đỉnh phong của bậc hóa thần thiếu chút nữa là lên luôn bậc luyện hư. Tuy là rất lợi hại nhưng nghĩ kỹ thì Lưu Đình Nhạn vẫn cảm thấy mình vô dụng. Trong số bọn họ thì tổ tông có thể một chấp một bầy, cô thì chả vớt được ai. Dù có làm đối phương nhúc nhích được tí thì tư mã tiêu cũng thấy khá ổn rồi, vậy nên cô có thể yên tâm lười nhát. Những tu sĩ khác hở chút là có tiến bộ, đột phá còn có sấm to chớp nhỏ gì đó, Lưu Đình Nhạn chẳng có gì cả. Cô tò mò hỏi một câu, Tư mã tiêu khúc khích, không biết đang cười nhạo cái gì, nếu không thì nàng nghĩ tại sao ai ai cũng muốn có hoa phụng sơn ngưng huyết. Tôi còn tưởng hoa này không khó mọc chứ. Liêu đình nhạn nhớ lại cái sự hào phóng lúc hắn ngắt cho cô một đóa hoa, thực tế không thể nào cảm nhận được sự quý báu như những người khác. Từ mã tiêu liếc cô, một đóa hoa cần phân nửa máu của ta. Chỉ mọc được lúc trăng non, mỗi lần nguyên khí của ta đều sẽ hao tổn nặng nếu không hái thì một đóa có thể sống được một ngàn năm. Dù có là tộc sư thị đã tích lũy nhiều năm tới vậy cũng chỉ có trong tay không quá 10 cánh hoa. So với họ thì Lưu Đình Nhạn một lần ăn chọn mấy chục cánh hoa đáng được coi là phú quý giàu có mà bản thân cô còn không hề hay biết. Chảy một lần hết phân nửa số máu trong người sẽ chết. Liêu Đình Nhạn nghĩ tới y học hiện đại, lại nhớ tới cái dáng vẻ chết xác lại nhanh chóng phục hồi của Tư Mã Tiêu, quyết định nể phục cái thế giới huyền huyễn này. Ok, anh giỏi anh nói gì cũng được. Chiếc kiệu làm từ vàng bạc và các thứ kỳ chân dị bảo bước tới từ bên cạnh, mãng xà đen cũng đi theo, cậy không ai nhìn thấy, liêu đình nhạn còn tò mò thổi bay rèm kiệu nhìn vào trong, nam tu sĩ trung niên trông cũng ổn áp, thiếu niên thiếu nữ ngồi cạnh ông ta lại càng hồn áp hơn. Liêu đình nhạn thu lại gió, cô sợ còn xem nữa tổ tông sẽ dở luôn cái kiệu hào hoa này ngay trên phố. Tuy là cô không xem nữa nhưng tư mã tiêu lại để mãng xà đen đi theo, hình như tự nhiên có hứng với người ta. Liêu Đình Nhạn Tu sĩ trung niên họ mộc, tuy tu sáu không cao lắm nhưng có cội nguồn gốc gác gì đó chống tám xào không tới với tộc mộc thì ở nội phủ. Vậy nên mới có thể làm được cái đầu rắn nho nhỏ ở lạc hà tiên phường này, hưởng thụ vinh quang nhường ấy. Lần này ông ta khua chiêng gõ mõ như vậy là để đi đón ai đó. Một đại tiểu thư tộc Mộc Thị được gả đi nơi khác, kết duyên đạo lữ với một thiếu cung chủ của dạ du cung, sinh được hai con một trai một gái, hai đứa trẻ này hiện giờ đã tròn 16, được đưa đến nhà ngoại ở canh thần tiên phủ để học hành. Trong canh thần tiên phủ có học phủ, trong hay ngoài đều có mấy học phủ với cấp bậc khác nhau, cặp huynh muội này có vai vế không cao mấy, tuy là nói rằng chỉ có thể học tập ở ngoại phủ nhưng cũng là học phủ cấp cao ở ngoại phủ. Chuyện này nói ra cũng đã rất đáng tự hào, vậy nên đôi huynh muội kia cứ như khổng tước kiêu ngạo, nghênh đầu đi tới. Liêu Đình Nhạn và Tư Mã Tiêu đi tới theo tu sĩ trung niên, nhìn được cả quá trình. Hai đứa con cưng của trời vai vế không nhỏ nhìn thấy tu sĩ trung niên tới đón thì không có chút thân thiện, nhất là cô thiếu nữ kia, bật cười giễu cợt mắng, thô tục chết đi được cái thứ quái gì mà cũng xứng đến đón chúng ta. Thiếu niên kia lại cũng đứng đắn đàng hoàng lắm, khuyên em mấy câu, tuy nhiên cũng không thèm che giấu sự rè biểu trong ánh mắt, ai là người nhìn cũng thấy. tu sĩ trung niên không để bụng, gật đầu khom lưng mời chúng vào, hai vị tiểu tổ tông này đối với họ là nhân vật có máu mặt, cần phải nịnh nọt cho đàng hoàng. Nhiệm vụ tiếp đón này là do ông ta phí không ít tâm tư mới giành được về tay hai huynh muội mang theo cả tá kẻ hầu người hạ ngàn dặm xa xôi đi tới đây muốn chỉnh trang cụ bị ở lạc hà tiên phường nên chuẩn bị ở lại một ngày từ mã tiêu đi theo họ cả đường về đến dinh của tu sĩ trung niên kia bọn họ nghênh ngang, ngang cưỡi rắn đen đi vào lại nghênh ngang đi vào nơi tạm trú của hai huynh muội kia ca chúng ta thật sự phải ở lại cái nơi rách nát này một ngày sao muội không chịu được đâu muội ở chút thôi rồi đi đấy nếu không phải tìm nơi tốt hơn cho mỗi cơ. Thiếu nữ vừa vào phòng là dở mồi. Liêu đình nhạn ngắm nhìn cái kiến trúc với bảy trí đầy mùi tiền này, cảm thấy ngoài việc có hơi chói mắt thì chả dính dáng gì tới hai chữ rách nát. Nhìn là biết em gái này bị nuông chiều quá mà ra, còn là bị chiều hư mất rồi. Thế giới tu tiên sao cũng đào đâu ra lắm mấy đứa thế hệ hai hư hỏng vậy. Thiếu niên lấy ra cái quạt ngọc dùng để làm màu, cua cua tay, bảo người hầu tự mình mang tới trang trí lại căn phòng từ đầu đồ của họ đều được đặt trong túi càn khôn nhìn kiểu này là bỏ cả cái nhà vào rồi lúc này bọn người hầu bận rộn một lát là đổi mới cả cái nhà xuất môn tại ngoại tất nhiên là điều kiện không như ở nhà mỗi dáng nhịn đi thiếu niên nói thiếu nữ hậm hừ quay đầu lại nở nụ cười ca huynh nói xem học phủ của canh thần tiên phủ trông như thế nào có tốt như học phủ trùng cửu chúng ta từng tới không? Thiếu niên, học phủ trùng cửu sao mà so được với học phủ trong canh thần tiên phủ, dù chỉ là học phủ ngoại phủ cũng không phải ai cũng vào được. Lần này chúng ta đến đây, mẫu thân đã dặn rồi, bảo chúng ta ngoan ngoãn ở đó, nếu chúng ta có thể trở thành đệ tử của canh thần tiên phủ, sau này bước ra mới vinh quang hiển hách, nói không chừng sau này tới dạ du cung cũng phải nhờ chúng ta chống lưng ấy thiếu nữ, muội biết rồi, muội nhất định giỏi hơn cái đám con hoang kia, đến lúc đó dạ du cung đều là của chúng ta. Lúc hai huynh muội đang mong ngóng về tương lai, từ mã tiêu đã đưa Liêu Đình Nhạn đi dạo một vòng trong sân của bọn chúng, về lại trước mặt hai huynh muội chỉ vào cả hai rồi nói với Liêu Đình Nhạn, dùng thân phận của chúng thì sao? Liêu Đình Nhạn, hà! Từ mã tiêu coi như cô đồng ý. Sau đó, Liêu Đình Nhạn và Tư Mã Tiêu liền biến thành dáng vẻ của cặp huynh muội kia, còn hai huynh muội đó thì bị Tư Mã Tiêu biến thành hai con gà núi lông xám. Tư Mã Tiêu mang dáng vẻ của đứa huynh trưởng đẩy hai con gà núi khiếp đảm tới trước mặt Liêu Đình Nhạn, "Muội muội, nè, cho muội chơi ấy." Liêu Đình Nhạn, tổ tông ngài đang play cái trò dị hợm gì vậy? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn